nhớ rằng là nó cứ yêu rùa thò cứ yêu đã cá lò à khi đó bé chân nhiệt chế xuống lên sô tô đã chú cá mót chế tô đó bé chân nhiệt chế xuống lên sô tô bé chân nhiệt chế xuống lên sô tô khi đó này thì nhiệt chế nhưng yêu chỉ tao kể lô ta chỉ nhiệt chế yêu tao chơi ya khó quá nhiệt chế yêu chỉ tao kể lô là hai xíu nhiệt chế nhau nhau ôi yêu tao chúa nhà nhà họ lô cán đô họ nó lúc nó có yêu ít tu nhiệt chế và có tao trâu tu cá mót chế tô là do hai tía có chỉ à muốn nhiệt gì ha chứ là một yếu là một khó có tụ khen về cụ khen đó có hai tía ở yếu và đó có tụ món tới món lo tu à chỉ cho thằng tới có cho cái lúc này yếu tua rồi rồi mù lúc nó có giấy tụ nhiệt chế có tàu cho tụ cái món chế tu xử lý món plá món đũa cho khán giả đã gió khẩu thêm mò thì có là một sĩ của tụ chuông đang nói giờ ít tụ chua bắt tàu cho biết cho nhiệt chế cho lên số tụ rong nhiệt chế yếu tao chưa, giả nhất là họ lúa cán tu họ nó, ít chỉ mỗi ít giả đã chịu yếu chỉ tao. Nhiệt chế giờ giả ủa khó tao đâu bé, bé mồm mó khó tao đâu bé rồng, ở bé luôn nên sò nhẹ khó tao đâu bé luôn nên ở rồng đã khá to, bé cho cái xí lô, mua cái xí lô giờ mua là đợi nhiệt chế, chút chúa hãy nên giờ tiền lại mua nhiệt chế, tiền lại đi mua cái lô. Bé cho nhiệt chế xuống lên số tù do hai tiền lúc nó có trâu tù cá mót chế tù ở đi khó của hai nó là chỉ có là một xí của lúa chua tại nó nè giờ ít lúa chua ở rong chắp là nhớ trâu hậu bé lúa tết chè hậu nó giờ ít lúa chua bát tàu trâu bé cho nhiệt chế xuống lên số tù mót chế tù mót tàu tàu tù nhiệt chế nó giỏi chế nên mua nhiệt chế là sai lo chế nên mua mót này chỉ là kho chế ôn đấy ôn tàu mũ nó chế nên món lo lo to là do hai tiệt thảo nên món lo to là nè nên tụi sinh gặp buộc khó nè lo chi hai tiệt buồn luôn nè là cuộc khai trao nè hai tiệt do nó nào có giấy thu nhiệt chế và có tứ tao trao tụi cá món chế tú là có yếu chủ là một kho do hai tiệt có chỉ là một kho sau thảo có món lo to là có tụi sinh gặp nữa nhất chỉ lúc có là nó thảo có mua món lo to là có sợ mấy ý bỏ nhẹ là nửa chỉ lúc có nửa tôi dành hai tiệt giá đến tại có nửa tôi dành một thiệt đôi ý tu ở mó tàu kỷ lô trong nửa nhỏ chị lúc nó có giấy tu nhiệt chế và có tàu trâu tụ cá mó nó là chị có lòng một xí cho nó chị sau lúc xé canh chị sau lúc xé nhà sau chị có tụ mó mó lo lo sau chị có tụ mó mó cho cái hệt tiền mùng khó chị tàu là để cho nhiệt chế xuống lên xuống tù ở phần chống chế bé như mó mó chế tu do hai tiền cho chậu chí phần bùa ta xí nó kia cụ tù khen nó xí cụ trừng lúa lúa lì nó ta xí cụ tí mó mó là nó nhỏ cú tiếng mua mó là nó chỉ cú là một kho chỉ ta xin nó cú dễ thu nhiệt chế và cú điện đã tu cá mó chế tu là lại cú dễ thu rong mó chế tu là do hai tia thầu dùng mua mó chế tu chỉ hai nên là do hai cú dùng mó chế tàu kế lú là chỉ hai tia đâu dùng tu xin gạo chỉ nửa nhiều chỉ xả lú dù nó nhỏ nửa nhiều chỉ xả lú dù nửa một khó tư là nửa chỉ xả lò nửa chưa xả xả đến rồi dùng lại dùng mua lại xứ chỉ lúc nó có dễ thu nhiệt chế và có tàu trâu tụ cá mó nó lại chỉ có lòng một xí cho nó sau một xí đế do hai tiếng có một xí đế để theo có một xí nhà thì có lúc này dục bụi nó sư của dân hai tiếng tiếp rồi biết cho nhiệt chế những chị đàn á món nó đâu tụ nhiệt chế nó rồi chỉ thằng lại mua mó mè chỉ là một xí nhà thế là hai tiếng ở nhìn đâu cũng nhục không mó mè sư chỉ chỉ có thằng tiếng của món lọt do mà ở món lọt ấy giàu kho cho mà đi kho nó rồi chỉ có hai đâu nè hai tiếng nên món lo mà lấy kho lọ cú cho ít kho rồng thì ít kho tàu cơ ta chỉ do thảo hay tiệt có từ món lo to là chỉ dụ ở tàu có chỉ mua nhiên là một kho nó nhỏ chỉ mua nhiên là một kho chỉ thông tàu chỉ có dụ ở mua nhu mua tử là chỉ hay tiệt ở một tài nhiên tàu kho ủ kho nó là kho xứ họ ta chỉ nói chỉ có giờ ít tu nhiệt chế và có nhục họ mò mè có kho lấy hay tiệt ít lu là chỉ ở lu rồng xứ chỉ có là một kho nó ấy có kho nhiên là có tiền nhục họ ta mè hay tiệt chờ chờ xứ nhỏ họ giờ hai tiếng có mua có bao nhiêu là có mất tuổi là một kia ấy có chỉ mua lọ cho một lọ một kho có tụ khen về dụ ở đâu có tụ khen mua lọ lọ to thằng nữ mua lọ to là về có một giải như là giờ tiền giải chỉ tao kho gì cho cái hai tiếng mua lọ lọ về dụ kho chỉ tao là về lúc nào có giấy tụ nhiệt chế hoặc có tao trao tụ cá món nó có sau xe đế là một xí chua là một dụ chua nữa ở có giấy tụ nhiệt chế trao tụ cá món nó lại có chỉ do dụ đại cũ là do có tông nó của chó lù là xì hai tia tông nó của khe là mỗi lần có chó xin rê là xì hai tia mỗi chó nhiệt chế cho chống tù nó nhỏ nửa mua là có là một dọa tại nửa là tao hủ tí xin
là tao hồ tí xì chúa giờ hai tiệc có dúa là một khó có tủ khen có tủ khen rong e còn nãy xin gà ở mua tao kẻ xí lô xứ bé hồ nên nhỏ chè ở bé mua kẻ xí lô kẻ xí ba chè giờ lon tao ở bé khó bé tủ khen có rong chỉ giờ hai tiệc có dùng một khó đâu san rào e có dùa hai tiệm khó san rào có rong xứ e chỉ khó xã hảo nè có san rào có rong có khó tao rong cơ là ta sĩ giờ tiệc có chỉ khó xã hảo nè có có cho cái lưu thế cái nhiệt gì này cho nó rùm mù cuộc khai đâu có giấy thông nhiệt chế hòa có tao trao tụi cá mong nó là để là một xí thế là một kho nó thì sao họ sẽ đê nhớ trong tập bên lúc tế chào ở nhà la do hỏi tiệm lúc tế chào cô cá nó nói dọ chế mua cho chống tụ nhiệt chế ở chỗ do là muốn nhiệt là chỉ kho là chỉ hai tiệm do là khủ xị nha là chỉ là một kho chế thỏ tiệm là món mè ở tiệm kho tay ít bó lì nó xứ nó là tức chỉ là một kho nó dọ là tức chỉ là một kho nó chỉ ta xin nó là mất sắc tay lo càng cao là sắc tay hai tia mất sắc họ tin là kho chỉ tao là chỉ ta xin nó nên nó là nhất chế qua xứ chế của khai tao biết cho nhật chế sang lên sau tôi hai tia lúc nào có giấy tôi nhật chế và có tao trao tôi cảm ơn nó là sau sẽ nhẹ nhàng nè tôi cảm ơn nó giấy tôi cảm ơn và mất tôi là nó chỉ như vậy ở mất nhà hàng ta xin như chi hai tia dù mất đâu có tia chỉ li mất hàng hàng ở có chỉ li ta có luôn đang cho xì nó nhở nên dù mau ở đâu bé nón sáu ở đâu bé yêu yêu vậy mà li ở đâu bé đa đa mà li ở đâu bé ở chỉ tàu nó chỉ tàu hào lợi từ từ cá mau nói vậy từ cá mau ở chỉ dọ đâu bé cho nhiệt chế cho lên cho tù bé cho nhiệt chế cho lên cho tù vì do hai tiệm ở bé phèn ở lòng một khứ nó khứ hào là chỉ hai tiệm bé do cá ô rồng gao ta chỉ ô đâu sáng đầu xứ bé xin do cá là một tù bé được chế cho sáng hào để ô đâu bé mua cá mau cho cá mau đợi ở nơi lòng tọ thảo tê tiền như ở món mềm mềm trong tạo bé cho nhú ở mì nhú bé cho nhú ở bé cho chị nên bự xứ ở bé chỉ là một kho bé có xé nhẹ nhá bé hãy tiền món mềm xứ chứ còn món lọt giò nó nói nhỏ chị thảo tê có nó có khó chăn được cuộc khổ có chị nhẹ có tụt xí nên xứ có chỉ là một kho chị ô tọt khá to mù chị bị ô tròi chị có món lọt tua chị nên dùng món dèo trong tạo có luôn ở cho chị tu có luôn cho chị tu tại chị nên dùng ô tơi ba bao là chị hãy tiền nên dùng ô bó nó nhỏ uý cho bọn nó tao trong tao nó chị dù ở trời thì cho cái tao lỡ nó chỉ có dù nhớ ý tương nhiệt chèo có chỉ mua mình nhỏ là chỉ có dù mua chỉ tao mình nhỏ lỡ họ có dễ ý tương nhiệt chèo có từ mua mình nhỏ lỡ có như chỉ dù mình nhỏ lỡ ta chỉ có nó chỉ tao có từ xin gặp bư nó chỉ cuộc hay đó có ai tiền có cho cái lâu dịch chua rồi rồi vì ra khỏi hai tiền dí nên chỉ là do hai tiền có mua khoản tao trong lỡ chỉ là cú lú co cú nhỏ tao ta chỉ do hai tiền có chỉ mua khoản tao trong lỡ lời giờ là những chỉ lúc có là nó giờ có dù trong có một tư là do thì có chỉ một khoản tờ vậy là do chỉ lúc có là do giờ đen là có rồi là do chỉ ở lúc có một chút trong tù nhiệt chế là do tù thịt chế và là lúc nên tao chỉ rong ấy tao xin tao xin trò để cuộc hay tao nè hai tiền do tao tù cá món là nó ta xin mà là chỉ báo là chỉ hai tiền do lời báo ấy là chỉ lòng một kho chế qua tò tổng thế tò cá mù chế ô tao là lúc nên chỉ li ta ta chế cho mình nhỏ cho chị lên một phái cái lệnh nhau ít khó tại vì do dù chị lúc dù tổ khen do có chị lúc có tổ khen cho chị mất nên lúc có lợi bé hoàn nên nhỏ bé dù chủ lúc bé tổ khen hoàn tê thảo hoa bé chân khử tóm nó tạo hào chị xót chia thảo hoa có tư mô lo ấy có tư khử chị tóm nó chị tạo hào lợi có tư xin gạo nữa chị lúc có lợi chị dù chị mất nên lúc có dù chủ lúc có tổ khen hoàn tê thảo hoa nữa có chừng mất tàu kể lúc là chị hay tiền nữa chừng lúc có thảo nó chị có chừng một khứa tao nó tao hào lo chỉ có một tao kể lúc tao nửa dành nửa chừng lúc có tao cho thò hai tiền có tiếng mót lo là để cho cái hai tiền khó chỉ tao là chỉ muốn cho chống tụ nhiệt chế chỉ cho cái khó chỉ tao là giờ tụ chỉ khi mua vốn để giao khi muốn thả lỏng cao chỉ có nhớ ý lệnh tao hậu chế lo chỉ chỉ có ý lệnh bự tao hậu chế chỉ hai rõ hai mỏ có no có giờ ý tụ khả năng chúa thầu có mót lo tới có mót ông thường là nó nhỏ chỉ nửa vốn chỉ cho quan trả lọt trong sắn đảo giờ vừa chun xét chư phê giờ là vừa chỉ xả nhó tì co là nhó dây co là giờ nó có giấy thu nhiệt chế hò có tao cho tụi cá món nó là sau xé nhãn hả có nhiều còn món mè xứ giờ là mùi vừa món mè xứ giờ vừa ít lúc nó giờ rong là nhiều có món lo tua giờ có vừa trụ ở xí hay tế có món chơi xong là xí chơi ly là giờ vừa trụ xí có rau đâu có tụi món giờ có tụi món gì vừa rau xứ em biết cho nhiệt chế xong lên xô tù nhớ hay tiền lên từ xã tao là gì khu đâu cũ nè cú yếu thea còn tao chăn nó tao nè là chỉ cú yếu ở mua chua thea tao nè còn đi tụi mót rong nữa lo bé sẽ đợi nhớ rong à.